Bây giờ mà bỏ phố về quê thì ở đâu được anh nhỉ? Thì ở đâu bây giờ? Quý vị khán giả đã quay trở lại chương trình Nhà F. Ngày hôm nay Hòa và anh Tuyền Di đang có mặt tại Ao Garden Sóc Sơn. Nhưng lý do tại sao anh em mình lại xuất hiện ở địa điểm này ạ? Lý do tại sao à? Thì tại vì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một công trình chỉ rộng khoảng hơn 30m² thôi. Nhưng đây là một công trình tham dự giải thưởng Top 10 Award do Kiến Việt Media tổ chức và cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người ở trong những chương trình trước đây của Nhà F rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là ngôi nhà 30m² dự thi Top 10 Award này có gì đặc biệt không nhá. Xin mời. Đây chính là công trình mà ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới mọi người. Một công trình có tên là Mận House, nằm ở trong khuôn viên của Ao Garden tại Sóc Sơn. Mọi người có thể search trên Google là có thể tìm thấy địa chỉ này một cách rất là dễ dàng. Và đứng ở trong không gian này thì Hòa thấy sao? Em nghĩ rằng khi mà mọi người đến đây thì sẽ có được một trải nghiệm hoàn toàn khác so với đô thị đông đúc. Đứng ở đây thì chúng ta sẽ cảm thấy là không khí rất là trong lành và tươi mát. Bởi vì sao? Có rất là nhiều cây xanh này, đầy màu sắc, một khung cảnh vườn rộng này, những tiếng chim hót líu lo này, những đàn bướm nhiều màu sắc bay gập trời. Và em có một thắc mắc là lý do tại sao một ngôi nhà như thế này lại có tên là Mận Hau hả anh? Đấy cũng là một câu hỏi mà rất nhiều người khi đến đây đặt ra cho chủ nhà cũng như là các kiến trúc sư. Thì thực ra là cái cách giải thích của nó rất đơn giản thôi. Đây, nó xuất phát từ chính cái cây mận ở ngay phía trước khuôn viên của ngôi nhà. Đây chính là nguồn cảm hứng để các kiến trúc sư thiết kế lên cái không gian này và đặt tên nó là Mận Hau. Thì ngôi nhà ngày hôm nay của chúng ta có cái mức chi phí mình nghĩ là cũng khá vừa phải. Bao nhiêu anh? Chỉ khoảng 300 triệu cho phần nhà. Thế còn cộng cả sân vườn vào thì nó cũng chỉ khoảng 500 triệu là tổng cộng. Đấy, sân vườn của chúng ta thì có rất nhiều cây xanh như Hòa vừa thấy. Hay bên này chúng ta có cả một cái khu bể bầy nữa. Và nói riêng về cái ngôi nhà này thì thiết kế của nó cũng khá đặc biệt khi mà nó sử dụng cái phần khung ở bên trong ấy là khung sắt. Còn ở bên ngoài các kiến trúc sư đã ốp gỗ keo và lau dầu ở bên ngoài, tạo cho nó một cái vẻ đẹp rất là thiên nhiên, nó hòa mình với cả những cái không gian ở xung quanh đây. Nhìn rất đẹp mắt đúng không ạ? Rất đúng đẹp là công mắt, trình dự thi có khác. Đấy, ở bên ngoài thì em thấy sao nào? Em nghĩ là với mức chi phí hoàn thiện khoảng 300 triệu cho một ngôi nhà như thế này thì sẽ rất là phù hợp với những người mà yêu thiên nhiên hoặc là có một cái tâm lý dạng như em là đang muốn bỏ phố để về quê chẳng hạn. Đúng rồi, chán những cái gọi là náo nhiệt ồn ã của đô thị rồi đâu không, muốn về quê để hưởng những cái bầu không khí yên bình như thế này. Thì thực sự là bây giờ cũng có rất nhiều người người ta có xu hướng như vậy. Mình có thêm một ngôi nhà nữa ở ngoại ô kiểu kiểu như thế này để cuối tuần có thể mời bạn bè về đây ăn uống nghỉ ngơi thư giãn thì rất là hợp lý. Còn nếu như mà em có nhu cầu thuê thì sao? Thật là may khi căn này là một công trình rất là đẹp nhá. Nhưng mà cái mức cho thuê của nó thì cũng tương đối hợp lý. Nó chỉ khoảng hơn 1 triệu một ngày thôi. Hơn 1 triệu một ngày dành cho các cặp đôi đến đây để trải nghiệm thì mình thấy là ok đấy chứ, đúng không? Hợp lý, chỉ mất 40 phút chạy xe từ Hà Nội đến với Sóc Sơn. Chính xác. Không biết là nội thất ở bên trong như thế nào nhỉ? Rồi, mời Hòa và mọi người vào trong nhà. Giống như ở thiết kế bên ngoài thì ở bên trong ngôi nhà cũng được sử dụng hầu hết là gỗ keo lau dầu. Nó tạo cảm giác đồng bộ ở bên ngoài lẫn bên trong. Và phần trần, phần mái của ngôi nhà này thì cũng được sử dụng vật liệu tôn cách nhiệt, cho nên là nó cách nhiệt rất là tốt. Kết hợp với cả bên trong có cả điều hòa nữa, cho nên là khách đến đây lưu trú thì sẽ không lo về những cái vấn đề về thời tiết nắng nóng ở ngoài Bắc này. Nó sẽ làm cho những cái trải nghiệm của mọi người không được tốt lắm. Và khi đứng ở trong này thì em thấy sao không gian này? Em thấy là diện tích của căn phòng tuy là không quá lớn nhưng lại có đầy đủ tất cả những gì mà các bạn cần. Về mức độ tiện nghi, chúng ta có tủ lạnh ở đây này, có ấm siêu tốc hay là thậm chí là máy bắt muỗi nữa. Nên là mọi người ở đến đây thì hoàn toàn yên tâm. Và ngay bên cạnh Hòa đây là một chiếc ghế sofa bed. Ngồi đây thì cũng rất là thư thái và dễ chịu. Thậm chí có cả ô này, có cả đèn đọc sách này. Đấy, với mức chi mà chỉ khoảng hơn 1 triệu cho một cái căn như thế này trong vòng 1 ngày mà trang bị như thế này thì anh nghĩ là
gia chủ cũng thực sự rất là chu đáo đúng không? Đúng rồi. Đấy, ở bên này sẽ là giường ngủ. Nhưng mà trước tiên thì em vẫn phải xin phép để kiểm tra mức độ êm của chiếc giường này đã. Rồi, có êm không nào? Ra là em mỗi lần mà đi du lịch là tính của em rất là hay soi khu vực giường ngủ ấy, xem là có sạch hay không, có êm hay không. Vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của mình mà. Dạ. Và khi mà chúng ta ngồi ở khu vực này thì sẽ thấy chiếc giường ngay cạnh một ô cửa sổ lớn để chúng ta có thể nhìn và bao quát được khu vực bên ngoài cũng như là đón được ánh sáng tự nhiên. Chính xác. Ở bên ngoài thì chúng ta còn có một khoảng sân rất rộng và ở ngoài sân thì có rất nhiều bộ bàn ghế cũng như là bếp nướng barbecue ở bên ngoài. Cho nên là quý vị mà đến đây lưu trú nghỉ ngơi thì có thể sử dụng những cái bàn ăn ở ngoài đấy ngồi ăn thịt nướng với nhau. Rất là còn rộng rãi. Còn một chi tiết nữa là em thấy có cả một chiếc cửa sổ trời lớn và có thêm rèm nữa. Mình cảm giác như là mình đang ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng vậy đó. Đúng không? Và cái cửa sổ trời này mình có thể điều chỉnh được rèm của nó đóng mở thông qua một cái nút bấm ở trên này thôi. Đấy, rất đơn giản. Ở đây thì được trang bị cả ổ cắm điện để mọi người nghỉ ngơi thì có thể sạc điện thoại hay là sạc pin. Ở đây có điều khiển điều hòa này, công tắc đèn ở đây. Nói chung là thiết kế anh thấy là không có gì để mà phải nói cả. Đúng là công trình dự thi nhỉ. Không biết là nhà vệ sinh của nó thì như thế nào. Wow, thật là bất ngờ quá đi. Bởi vì là diện tích tổng thể của cả căn nhà chỉ hơn 30m2 thôi mà nhà vệ sinh lại rộng rãi đến mức như thế này. Hoàng nghĩ là nó phải chiếm khoảng tầm 40% diện tích của ngôi nhà. Và đây là một nhà vệ sinh mà Hoàng nghĩ là đúng tiêu chuẩn 5 sao. Bởi vì sao mọi người, những bạn nào mà thường xuyên đi du lịch thì sẽ thấy đầy đủ tiện nghi. Có cả áo này, có cả khăn này, rất là đầy đủ này. Phía bên này là bồn rửa mặt này. Đấy, có cả gương soi cho mấy chị em mà thường xuyên trang điểm nữa. Ở phía bên này thì có một chiếc bồn tắm rất là lớn này. Ở phía dưới trải sỏi. Thậm chí là khi mà chúng ta đứng ở đây, chính xác là bồn tắm lộ thiên. Khi mà tắm thì có thể nhìn ra khu vực phía bên ngoài, cực kỳ là thích thú luôn. Đấy, và một điểm mà Hòa cực kỳ yêu thích ở căn bồn tắm này, đấy là chi tiết nhà vệ sinh. Vâng, tôi mở cửa ra cho mọi người xem. Đấy, bồn tắm đứng ở phía bên này này, và toilet ở phía bên này. Diện tích không quá lớn đâu, hơn 30m2 mà gia chủ đã có thể thiết kế thông minh như thế này. Và đây cũng là một gợi ý rất là hay cho những cái căn homestay có diện tích nhỏ và chi phí không quá lớn có thể áp dụng, bởi vì nó sẽ mang được cái cảm giác gọn gàng, sạch sẽ cho người thuê khi mà đến đây. Và vừa rồi thì chúng ta đã vừa cùng nhau tham quan, review và trải nghiệm một công trình chỉ rộng khoảng hơn 30m2 thôi và tham dự giải thưởng Top 10 Awards do Kiếm Việt Media tổ chức. Thì không biết là sau khi mà tham quan xong công trình này thì Hòa thấy sao? Em đã ví căn nhà này nó giống như một hành trình lãng mạn vậy. Thì khi mà đến đây ấy, chúng ta gạt bỏ được hết những cái bộn bề ở phía đô thị, về đây để chúng ta hưởng được cái không khí trong lành này, yên tĩnh từ căn villa này. Đúng rồi, và quả thực thì đối với những ai mà chán những cái ồn ào, những cái náo nhiệt của thành phố mà đang muốn về quê ấy, thì đây cũng là những cái thiết kế mà mình nghĩ là mọi người nên tham khảo, đúng không ạ? Nằm ở trên một mảnh đất cũng không phải là quá rộng. Và được thiết kế tuy là một tầng thôi nhưng mà các cái không gian ở bên trong được phân bổ một cách rất là hợp lý, khoa học. Cho nên là nó cũng tạo ra được một cái ngôi nhà mà thực sự khi mà mình về đây mình nghỉ ngơi thì cũng cảm thấy rất là chill, được không ạ? Và mọi người nếu như mà cũng muốn trải nghiệm cái ngôi nhà này thì nó có tên là Mận Hau, nằm ở trong Ao Garden tại Sóc Sơn, Hà Nội nhé. Và thời lượng chương trình đến đây là có hạn. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong những chương trình sắp tới. Trong thời gian chờ đợi thì nhớ đăng ký, subscribe để ủng hộ tinh thần anh em chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.